Giang Sao đổ bộ thảm đỏ công hiến, top 5 đề cử lộ diện, Diva Hà Trần chính thức đối đầu tân binh Mono. Trải qua 16 năm tổ chức, Công Hiến vẫn giữ được sức ảnh hưởng với khán giả đại chúng và là nơi tôn vinh những nghệ sĩ với các đóng góp về nghệ thuật có giá trị cho cộng đồng. Với mong muốn thay áo mới cho giải thưởng uy tín này, ban tổ chức Công Hiến đã bổ sung thêm lĩnh vực thể thao và trao quyền cho khán giả trong việc tìm ra chủ nhân của các hạng mục đề cử. Trong buổi họp báo giải Công Hiến 2023 diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 2 vừa qua, nhiều nghệ sĩ và các đơn vị truyền thông đã tham dự để chờ đón kết quả top 5 chung cuộc. Ông Lê Xuân Thành, tổng biên tập báo thể thao và văn hóa, trưởng ban tổ chức giải thưởng Công Hiến 2023, chia sẻ bên cạnh lĩnh vực âm nhạc đã tiếp nối truyền thống 16 năm qua, Công Hiến 2023 sẽ bổ sung thêm lĩnh vực thể thao, điều mà đơn vị tổ chức ấp ủ thực hiện từ lâu. Bên cạnh đó, một trong những điểm mới của giải Công Hiến đó là công chúng sẽ đóng góp vai trò quyết định quan trọng trong việc ghi nhận thành tích của các nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên cũng như những người làm trong lĩnh vực thể thao văn hóa. Những đổi mới của giải Công Hiến 2023 nhằm giúp giải thưởng trở nên gần gũi và có độ lan tỏa nhiều hơn, ông Lê Xuân Thành chia sẻ. Tại không gian khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Sài Gòn, Dược Sĩ Tiến đã có mặt từ sớm. Anh diễn vest lịch lãm, tông xịt tông với người bạn đồng hành là đạo diễn Phạm Huỳnh Hữu Tài. MV Một Bước Vô Tình do đạo diễn trẻ thực hiện, với sự tham gia của Diva Hà Trần đã chính thức lọt top 5 đề cử hạng mục Music Video của năm. Khoác lên mình thiết kế đầm dạ hội màu đỏ cấp ngực, ca sĩ Ái Phương nổi bật giữa một rừng khách mời. Nữ ca sĩ xinh đẹp cũng là chủ nhân của ca khúc được đề cử hạng mục bài hát của năm, Đến Giờ Cơm. Giai điệu trong sáng, ngọt ngào và đầy ý nghĩa của ca khúc này hứa hẹn sẽ làm chinh phục khán giả và là ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp Công Hiến 2023. Ca sĩ trẻ Brand Even xuất hiện tại thảm đỏ Công Hiến với outfit cực chất. Ngôi sao gốc Hà Thành ưa chuộng những item cá tính như áo blazer oversize, quần suông ống rộng và mắt kính phong cách Y2K. Cùng với loạt ngôi sao Gen Z khác, Brand Even chính thức có tên trong danh sách đề cử nghệ sĩ mới của năm. Trải qua một thời gian bình chọn, top 5 đề cử Công Hiến 2023 đã lộ diện. Hạng mục Music Video của năm gọi tên các sản phẩm âm nhạc 90-60-90, sáng tác New Amazing, thể hiện Tóc Tiên, đạo diễn Ứng Di Kiên. Có Không Giữ Mất Đường Tìm, sáng tác Bùi Công Nam, trình bày Trúc Nhân, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Dế Quẻ, sáng tác Khắc Hưng, thể hiện Hoàng Thị Linh, Đen, đạo diễn Nhu Đặng. Một Bước Vô Tình, sáng tác Huy Tuấn, thể hiện Hà Trần, đạo diễn Phan Huỳnh Hữu Tài. Waiting For You, sáng tác và thể hiện Mono, đạo diễn Choang. Vậy là Diva Hà Trần sẽ chính thức đối đầu với tân binh Mono tại một trong những hạng mục âm nhạc quan trọng nhất của Công Hiến 2023. Ở hạng mục bài hát của năm, các ca khúc được đề cử bao gồm Bên Trên Tầng Lầu, sáng tác và thể hiện Tân Di Tân, Đến Giờ Cơm, sáng tác Minh Cà Ri, thể hiện Ái Phương, Gieo Quẻ, sáng tác Khắc Hưng, thể hiện Hoàng Thị Linh, Đen, 22, sáng tác Hứa Kim Tuyền, thể hiện Ami, Hẹn Ước Từ Hư Vô, sáng tác Phan Mạnh Quỳnh, thể hiện Mỹ Tâm. Không nằm ngoài dự đoán, nữ ca sĩ của năm vinh danh Phùng Khánh Linh, Hoàng Thị Linh, Min, Mỹ Tâm, Tóc Tiên. Trong khi đó, nam ca sĩ của năm vinh danh Tùng Dương, Trúc Nhân, Đinh Mạnh Ninh, Nô Phước Thịnh, Vũ. Ở hạng mục nghệ sĩ mới của năm, các ngôi sao trẻ lọt top 5 đều xuất sắc và có nhiều thành tích trong năm qua như Mỹ Anh, Randy Vinh, Mani Hu, Mono, Tần Di Tân. Bên cạnh khán giả, các phóng viên cũng đã có thời gian làm việc vất vả, sôi nổi để tìm ra chủ nhân của các đề cử ở 4 hạng mục âm nhạc. Top 5 đề cử album của năm bao gồm Saito Bia, Phùng Khánh Linh, Công, Tóc Tiên, Linh, Hoàng Thị Linh, Make It Together, Đinh Mạnh Linh, Một Vạn Năm, Vũ. Nhà sản xuất của năm gọi tên D-Tap, Khắc Hưng, Toliver, Huy Tuấn, Nguyễn Hữu Vượng. Chương trình của năm có 5 đề cử là Hà Nội Riêng Tôi, Vũ Thắng Lợi, Hozo Festival, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 20 năm ca hát, Tùng Dương, Nghe Gió Kể, Symphony Cha, Nguyễn Hải Phong, Tri Âm, Mỹ Tâm. Nhạc sĩ của năm với 5 hitmaker quen thuộc là Khắc Hưng, Đinh Mạnh Ninh, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hải Phong, Vũ. Nhìn vào kết quả đề cử, có thể thấy một năm qua, các nghệ sĩ lẫn các vận động viên đã có một năm cống hiến hết mình cho sự nghiệp và khán giả. Top 5 đề cử chung cuộc đã được gọi tên, nhưng khán giả đừng quên, đường đua cống hiến vẫn còn tiếp diễn. Hãy nhanh tay bình chọn cho nghệ sĩ hoặc vận động viên mà bạn yêu thích để tìm ra chủ nhân cống hiến âm nhạc và thể thao của năm.